Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán lý hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Trong video clip này thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 137 phần luyện tập chung nhé. Giờ các em chuẩn bị sách tập và viết đầy đủ chưa nha? Nếu đầy đủ thì thầy và các em sẽ bắt đầu bài học hôm nay nha. Giờ bài số 1 tính 17 giờ 53 phút cộng cho 4 giờ 15 phút. Giờ câu B thì mình sẽ thực hiện phép trừ. Câu C thì nhân, câu D thì phép chia thôi. Ở này mình chỉ luyện tập lại những phần đã học thôi. Các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Rồi, thầy sẽ làm bài 1 câu A trước nha. 17 giờ 53 phút cộng cho 4 giờ 15 phút. Giờ mình thực hiện phép tính theo hàng dọc nha. Phút hẳn hàng với phút và giờ hẳn hàng với giờ. Như vậy mình sẽ lấy 3 cộng 5 bằng 8, 5 cộng 1 bằng 6, 7 cộng 4 bằng 1, 11 viết 1, nhớ 1, 1 viết 1 là 2, như vậy là 21. Như vậy ở đây kết quả sẽ là 21 giờ 68 phút. 68 phút mình đổi qua giờ, mình 68 mình này mình phút này mình thấy là lớn hơn 60. Như vậy mình đổi với tách với làm 2 là 60 cộng 8, 60 phút đổi thành 1 giờ luôn. Như vậy 68 phút chính là 1 giờ 8 phút. 1 giờ cộng với 21 giờ là thành 22 giờ, còn lại là 8 phút nhé. Giờ thầy sẽ giải thích chỗ này một lần nữa nhé. Mình ở đây mình có thực hiện phép tính bình thường nhé. 3 cộng 5 bằng 8, 5 cộng 1 bằng 6, 17 cộng 4 bằng 21. 68 phút này mình thấy là nó lớn hơn 60, nên mình tách ra làm 2 phần là 60 phút cộng với 8 phút. 60 phút mình đổi qua 1 giờ luôn, 1 giờ cộng với 21 giờ là thành 22 giờ, 8 còn lại là 8 phút. Như vậy kết quả câu A sẽ là 22 giờ 8 phút. Rồi câu A này các em hiểu hết bài hết chưa nè? Nếu hiểu bài thì mình sẽ qua câu B luôn nha. Giờ bây giờ mình qua tiếp câu B nha. 45 ngày 23 giờ. Mình viết lại nha. Chờ. Viết lại. 24 ngày 17 giờ. Rồi viết lại. Giờ mình sẽ viết theo hàng dọc nha. Giờ hẳn hàng với giờ và ngày hẳn hàng với ngày. Như giờ mình lấy số trên trừ số dưới là được ha. 23 trừ 17 thì bằng 6 nha. Và 4. 5 trừ 4 còn 1. 4 trừ 2 bằng 2. Như vậy kết quả đây là 21 ngày 6 giờ. Rồi câu B này cũng đơn giản nha. Mình lập phép tính ra theo hàng dọc, giờ số ở trên trừ số dưới là ra. 3 trừ 7 không được, lấy 1 bên đây. Như vậy 13 trừ 1 bằng 6. Lấy 1 nhớ 1 thì đẩy qua đây thành 2, 2 trừ 2 hết. Giờ 5 trừ 4 bằng 1, 4 trừ 2 bằng 2. Như vậy kết quả phép trừ này sẽ là 21 ngày 6 giờ. Giờ cái câu B này cũng tương đối đơn giản nha. Mình qua tiếp câu C luôn nha. Giờ mình qua tiếp câu C nha. 6 giờ 15 phút nhân cho 6. Giờ mình lập phép tính theo hàng dọc nha. 6 giờ 15 phút nhân cho 6. Số 6 này sẽ hẳn hàng với số nhỏ nhất của phút nha. Như vậy 6 nhân 5 30 viết 0 với 3. 6 nhân 1 6 với 3 là 9. Rồi, 6 nhân 3, 6 nhân 6 36. Viết 36. Rồi giờ đem xuống phút đem xuống. Như vậy là 6 nhân cho 6 giờ 15 phút sẽ ra là 36 giờ 90 phút. Giờ mình thấy 90 phút này nó lớn hơn 60 phút nha. Như vậy mình tách ra làm 2. 90 tách là 60 cộng 30. 60 phút đó đổi thành 1 giờ luôn. 36 giờ cộng với 1 giờ là thành 37 giờ, còn lại là 30 phút. Như vậy câu C là kết quả là cuối cùng là 37 giờ 30 phút nha. Giờ cái câu C này cũng tương đối đơn giản thôi. Các em cứ lập phép tính và nhân bình thường. 6 nhân 5 30 viết 0 với 3. 6 nhân 1 là 6 với 3 là 9. Và 6 nhân 6 36. Rồi giờ đem xuống phút đem xuống. Như vậy là 36 giờ 90 phút. 90 phút này chính là 1 giờ 30 phút. 1 giờ cộng với 36 giờ là 37 giờ 30 phút. Như vậy câu C sẽ là 37 giờ 30 phút. Giờ câu C này cũng tương đối đơn giản nha. Các em hiểu bài chưa? Nếu hiểu mình qua câu D luôn nha.
Giờ mình qua tiếp câu D nha. 21 phút 15 giây chia cho 5. 21 phút 15 giây chia cho 5. Giờ mình thực hiện là phép chia giống vậy nha. 21 chia cho 5 được 4. 4 nhân 5 là 20. 21 trừ 20 còn 1. Như giờ 1 phút này mình sẽ đổi qua hình 60 giây luôn nha. 60 giây cộng với 15 giây là 75 đúng không? 0 cộng 5 bằng 5. 6 cộng 1 là 7, 75 giây. 75 này mình chia tiếp cho 5 nha. 7 chia 5 được 1 nhé. 1 nhân 5 là 5. 7 chia 5 là 2. 5 đem xuống như vậy 25. 25 chia 5 bằng 5. 25 25 chia 5 hết nha. Như vậy là không kết quả không không có dư nha. Rồi như vậy kết quả là 4 phút 15 giây. Rồi câu D này cũng thực hiện phép chia bình thường thôi nha. Mình sẽ lấy phút này chia trước. 21 chia 5 được 4, 4 5 20. 21 trừ 20 còn 1. 1 phút này mình sẽ đổi qua giây luôn. 1 phút bằng 60 giây, mình cộng với cái giây này luôn ha. 0 cộng 5 bằng 5, 6 cộng 1 là 7, 75. 75 này chia 5 tiếp nha. 7 chia 5 được 1, 1 lần 5 là 5, 7 chia 5 là 2. 5 này đem xuống, 25 chia 5 bằng 5. Như vậy kết quả cuối cùng là 4 phút 15 giây. Giờ bài 1 này câu A, B, C, D, các em có làm giống đúng kết quả của thầy hay không nha. Nếu là em làm đúng thì để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Còn em nào chưa hiểu chỗ nào có thể để lại nhận xét, thầy sẽ giải thích thêm nha. Mình qua bài 2 luôn nha. Giờ mình qua tiếp bài 2 luôn nha. Tính giờ 2 giờ 30 phút cộng cho 3 giờ 15 phút nhân 3. Giờ ở đây mình thấy là phép cộng phép nhân, nhưng mà đây có cái ngoặc nha. Như vậy mình sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc trước giờ nhân sau nha. Câu dưới đây thì phép cộng và phép nhân không có ngoặc. Như vậy mình thực hiện phép nhân, sau đó cộng qua đây nha. Giờ còn câu B nha. Ở đây phép cộng và phép chia có dấu ngoặc, như vậy thực hiện phép tính trong ngoặc trước. Giờ mình thực hiện phép chia sang nha. Giờ câu dưới đây thì cái phép cộng và phép chia nhưng mà không có ngoặc, như vậy thực hiện phép chia trước giờ cộng sau nha. Giờ bài 2 này mình có thể tạm dừng video và làm trước, sau đó đối chiếu với kết quả thầy xem có giống hay không nha. Giờ bây giờ thầy sẽ làm câu A trước nha. 2 giờ 30 phút cộng 3 giờ 15 phút, mở ngoặc đóng ngoặc nhân cho tất cả nhân cho 3 nha. Giờ như vậy mình sẽ thực hiện trong ngoặc trước. 2 giờ cộng 3 giờ thành 5 giờ. 30 phút cộng cho 15 phút thì thành 45 phút đúng không nè. Rồi nhân 3 mình viết lại nha. Giờ 5 giờ, 5 nhân 3 bằng 15. 4 nhân 3. Mình sẽ nhân cái số hàng đơn vị trước nha. 5 nhân 3 bằng 15, viết 5 với 1. 3 nhân 4 bằng 12 với 1 là 13. Như vậy là kết quả là 135 phút nha. Giờ như vậy là 5 giờ 45 phút nhân 3 bằng 15 giờ 135 phút. 135 phút này mình sẽ tách ra là mình thấy là 120 phút thì sẽ được là 2 giờ, còn lại 15 phút đúng không nè. Như vậy 135 phút này chính là 2 giờ 15 phút. Rồi 2 giờ cộng với 15 giờ chính là 17 giờ, còn lại 15 phút. Như vậy kết quả cuối cùng ở đây sẽ là 17 giờ 15 phút đúng không nè. Câu này cũng cũng tương đối đơn giản nha. Mình cứ việc thực hiện trong ngoặc trước giờ mình nhân, sau đó mình thấy phút mà lớn hơn 60 thì mình tách ra, mình đổi thành giờ và phút nha. Rồi như vậy thầy sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Như vậy là 2 giờ cộng 3 giờ là 5 giờ, 30 phút cộng 15 phút là 45 phút. Rồi nhân 3 viết lại. 5 giờ nhân 3 giờ, nhân 3 chính là 15 giờ. Rồi 45 nhân 3 nha. 5 3 nhân 5 15, viết 5 với 1. 3 nhân 4 12, với 1 là 13. Thì 135 phút. 135 phút này chính là 2 giờ 15 phút nè, đúng không? 2 giờ là 120 phút, cộng với 15 nữa là 135 phút này đúng không? Như vậy 135 phút chính là 2 giờ 15 phút. 2 giờ cộng với 15 giờ chính là 17 giờ, còn là 15 phút. Như vậy kết quả cuối cùng ở đây sẽ là 17 giờ 15 phút nè, đúng không nè? Các em hiểu bài hết chưa nè? Rồi. Ok chưa? Giờ nếu ok mình sẽ qua câu tiếp theo nè. Giờ câu tiếp theo 2 giờ 30 phút cộng cho 3 giờ 15 phút nhân 3 ha. Như vậy ở đây mình thấy không có dấu ngoặc, như vậy mình nhân chia trước cộng trừ sau. Mình lấy cái này nhân cái này trước.
giờ 3 giờ nhân 3 là 9 giờ, 15 nhân cho 3 bằng 45 như phút. Như vậy 2 giờ 30 phút mình viết lại nhé. Giờ sau đó mình lấy giờ cộng giờ, phút cộng phút nhé. 2 giờ cộng 9 giờ là 11 giờ. 30 phút cộng cho 45 phút là bằng 75 phút, đúng không nè? À, 75 phút này mình tách ra làm 60, 60 phút cộng 15 phút nè. 60 phút chính là 1 giờ, như vậy 75 phút chính là 1 giờ 15 phút. À, giờ 1 giờ này cộng với 11 giờ là thành 12 giờ nè, còn là 15 phút nè, đúng không? Như vậy kết quả đây sẽ là 12 giờ 15 phút. Giờ câu này cũng tương đối đơn giản nha. Các em hiểu bài hết chưa nè? Thầy giải thích một lần nữa nha. À, khi mình làm phép tính thì thấy cộng và nhân không có ngoặc, như vậy mình thực hiện phép nhân trước. 3 giờ nhân cho 3, 3 nhân 3 được 9, giờ đem xuống nha. À, 15 nhân cho 3 bằng 45, phút đem xuống. Giờ mình thực cộng lấy giờ cộng giờ và phút cộng phút nha. 3 2 giờ cộng 9 giờ là 11 giờ. 30 phút cộng cho 45 phút là bằng 75, đúng không? 0 cộng 5 bằng 5, 3 cộng 4 bằng 7, như là 75 phút đem xuống, đúng không? 75 phút này mình thấy là nó lớn hơn 60, đúng không? 60 cộng 15, 75 chính là 60 cộng 15. 60 phút thì mình đổi thành 1 giờ luôn, như là 75 phút bằng 1 giờ 15 phút. Rồi 1 giờ này cộng với 11 giờ là 12 giờ 15 phút mình viết lại. Như vậy kết quả cuối cùng ở đây là sẽ là 12 giờ 15 phút. Giờ các em hiểu bài hết chưa nè? Ok hết chưa? Nếu hiểu bài hết thì mình qua câu B luôn nha. Giờ mình qua câu B nha. 5 giờ 20 phút cộng cho 7 giờ 45 phút tất cả chia cho 2. 5 giờ 20 phút cộng 7 giờ 40 phút tất cả chia 2. Giờ như vậy mình thấy ở đây có dấu ngoặc nha. Như vậy mình thực hiện phép tính dấu ngoặc trước. Giờ phút như lấy giờ cộng giờ và phút cộng phút, đúng không nè? 5 giờ cộng 7 giờ, 5 cộng 7 12, như vậy 5 giờ cộng 7 giờ là 12 giờ. 20 phút cộng 40, 20 cộng 40 là 60. Như vậy 20 phút cộng 40 phút chính là 60 phút. Đúng không nè? Này, chia 2 mình viết lại nha. 12 giờ 60 phút chia 2. 12 giờ 12 chia 2 được 6, giờ đem xuống nè. 60 chia 2 được 30. Phút đem xuống, như vậy là 12 giờ 60 phút chia 2 sẽ được là 6 giờ 30 phút. Rồi, đúng không nè? Giờ câu B này cũng tương đối đơn giản nha. Mình cứ thực hiện phép tính thôi. Giờ cộng giờ, phút cộng phút. Giờ thực hiện phép chia, lấy giờ chia trước, sau đó lấy phút chia, kết quả thôi. Câu này các em hiểu hết chưa nè? Nếu hiểu hết thì mình sẽ qua tiếp câu tiếp theo nha. Giờ câu tiếp theo, 5 giờ 20 phút cộng 7 giờ 40 phút chia cho 2. Ở đây mình không có dấu ngoặc nha. Như vậy có nghĩa là mình sẽ thực hiện phép chia trước, giờ sau mới thực hiện phép cộng sau nha. 7 giờ chia cho 2, 7 chia 2 được là 3. 3 nhân 2 là 6, như vậy để dư 1 giờ, đúng không nè? 1 giờ chính là 60 phút. 60 phút cộng dồn qua 40 phút nữa là thành 100 phút. 100 phút mình chia 2 luôn là thành 50 phút. Giờ ở đây thì mình tính nhẩm được về cái số nó cũng tròn. Nếu mà số lẻ quá thì mình có thể tính nháp ở ngoài nha. Ở đây mình thấy số nó tròn nên tính nhẩm được nên mình tính nhẩm luôn. 7 giờ chia 2 được 3, 3 nhân 2 được 6, như vậy chỗ này sẽ dư 1 giờ, đúng không nè? 1 giờ đổi qua phút là thành 60 phút. 60 cộng với 40 phút là 100 phút nè. 100 phút chia 2 luôn là 50 phút. Như vậy thực hiện phép chia đây sẽ được là 3 giờ 50 phút. Giờ 5 giờ 20 phút này viết lại, đúng không? Phép cộng viết lại. Giờ mình lấy phép cộng thì mình lấy giờ cộng giờ và phút cộng phút thôi. 5 giờ cộng 3 giờ là 8 giờ. 20 phút cộng 50 phút là 70 phút. Giờ mình thấy là 70 phút này lớn hơn 60 phút. Giờ 70 phút thì mình đổi sẽ được là 1 giờ 10 phút, đúng không nè? 1 giờ cộng với 8 giờ là 9 giờ, còn là 10 phút. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 9 giờ 10 phút. Rồi, đúng không nè? Rồi, như vậy bài 2 này có em nào làm giống bước kết quả của thầy hay không nha? Nếu đúng thì để lại nhận xét phía dưới video cho thầy xem nha. Thầy và các bạn cùng xem nha. Còn không đúng, các em hiểu không hiểu chỗ nào cũng để lại nhận xét để thầy giải thích thêm nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu 3 nè. Phân và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 35 phút, còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng bao nhiêu lâu?
Rồi, như vậy là hai bạn này, bạn Hương và bạn Hồng hẹn nhau vào lúc 10 giờ 40 phút nè. Nhưng mà Hương đến chỗ hẹn là 10 giờ 20 phút, có nghĩa là sớm hơn giờ hẹn là 20 phút nè, đúng không? Còn Hồng lại mời làm đến muộn mất 15 phút so với giờ hẹn, đúng không? Đây, muộn mất 15 phút này có nghĩa là so với giờ hẹn. Rồi người ta hỏi là Hương phải đợi Hồng bao lâu? Bao nhiêu lâu? Tức là bao nhiêu phút nha. Như vậy trước hết là mình phải tính cái giờ mà Hồng đến nơi nha. Tính trước hết là mình sẽ tính Hồng đến nơi lúc mấy giờ. Bây giờ mình sẽ lấy cái này cộng cho cái này. Rồi sau đó mình trả lời câu hỏi. Người ta hỏi là Hương phải đợi bao nhiêu? Đợi Hồng bao lâu? Bao nhiêu lâu? Thì có nghĩa là mình phải trả lời là Hương phải đợi Hồng trong số thời gian là lấy cái giờ mà Hồng đến đó, trừ cái giờ Hương đến là ra kết quả này, đúng không nè? Giờ bài 3 này các em có thể tạm dừng video và làm trước, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Rồi bây giờ thầy sẽ làm bài 3 nha. Rồi Hồng đến muộn mất 15 phút này là muộn so với giờ hẹn nè. Như vậy mình trước hết mình sẽ tính thời gian Hồng đến nơi nha. Hồng đến nơi lúc mình sẽ lấy 10 giờ 40 cộng cho 15 phút. Giờ mình lấy như vậy 10 giờ 40, 10 giờ viết lại 40 phút cộng 15 phút chính là 55 phút. Như vậy là Hồng đến nơi lúc 10 giờ 55 phút nè, đúng không? Rồi sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi của đề bài nha. Giờ đề bài sẽ hỏi là Hương phải đợi Hồng bao nhiêu lâu? Như vậy mình trả lời là Hương phải đợi Hồng trong số thời gian là, giờ mình sẽ lấy cái thời gian mà lúc Hồng đến nơi trừ cho thời gian mà Hương là lúc Hương đến nè. Rồi như vậy có nghĩa là 10 giờ 55 trừ cho 10 giờ 20 phút. Giờ 10 giờ trừ 10 giờ hết nè. 55 trừ 20 là bằng 35 nè phút. Rồi như vậy là 10 giờ 55 phút trừ cho 10 giờ 20 phút là bằng 35 phút. Giờ như vậy đáp án ở đây mình sẽ là 35 phút nè. Bây giờ mình sẽ chọn đáp án B nè, đúng không? Giờ như vậy có bài 3 này mình sẽ chọn đáp án B nè, đúng không? Giờ hãy giải thích một lần nữa nhé. Người ta cho trước hết mình sẽ tính Hồng đến nơi lúc, có nghĩa là lấy cái giờ hẹn cộng thêm 15 phút bị trễ nè. 10 giờ 40 phút cộng cho 15 phút là 10 giờ 55 phút. Rồi, Hương phải đợi Hồng trong bao lâu nè? Trong số thời gian là nè, mình lấy giờ Hương Hồng đến trừ cho giờ Hương đến, có nghĩa là 10 giờ 55 phút trừ cho 10 giờ 20 phút bằng 35 phút. Như vậy mình sẽ chọn đáp án B. Rồi bài 3 này có em nào đáp số và giống thầy hay không nha. Nếu mình làm đúng thì để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ mình qua tiếp bài số 4 nha. Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau. Ga xuất phát, ga đến, giờ khởi hành, giờ tới. Người ta kêu mình tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng, Quán Chiều, Đồng Đăng và Lào Cai. Như vậy mình muốn tính thời gian từ giờ này tới giờ này, tức là mất bao nhiêu thời gian á, thì mình lấy giờ tới trừ giờ khởi hành là ra kết quả, đúng không nè? Rồi như vậy bài 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 4. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính cái thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng trước nha. Rồi như vậy từ Hà Nội đến Hải Phòng giờ khởi hành là 6 giờ 05 phút. Giờ tới là 6 giờ 10 phút. Như vậy mình lấy 6 giờ. Như vậy mình sẽ lấy 8 giờ 10 phút nha. Như vậy mình lấy 8 giờ 10 phút trừ cho 6 giờ 5 phút. Giờ 8 giờ 10 phút trừ 6 giờ 5 phút. Mình thấy là mình lấy cứ việc lấy giờ trừ giờ và phút trừ phút vì cái số phút này lớn hơn số phút này nha. 8 giờ trừ 6 giờ bằng 2 giờ, 10 phút trừ 5 phút bằng 5 phút. Như vậy thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng kết quả sẽ là 2 giờ 5 phút. Giờ cái này cũng đơn giản nha. Mình qua tiếp luôn từ Hà Nội đến Quán Chiều luôn nha. Giờ thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Chiều là rồi giờ khởi hành là 14 giờ 20 phút, giờ tới là 17 giờ 25 phút. Như vậy mình sẽ lấy 17 giờ 25 phút trừ cho 14 giờ 20 phút nè.
17:25 trừ cho 14:20. Giờ mình thấy là phút này lớn hơn phút này nha, mình trừ bình thường. 17 giờ trừ 14 giờ là bằng 3 giờ. 25 phút trừ cho 20 phút bằng 5 phút. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 3 giờ 5 phút nè, đúng không? Cái này cũng đơn giản, mình qua tiếp luôn nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng nha. Rồi như vậy là giờ khởi hành là 5 giờ 45 phút và giờ tới là 11 giờ 30 phút. Như vậy mình thực hiện phép trừ thôi. 11 giờ 30 phút trừ cho 5 giờ 45 phút. Mình thấy là cái phút này nhỏ hơn phút này nha. Như vậy mình sẽ 11 giờ này mình sẽ lấy bằng mình đổi là 10 giờ. 1 giờ dư là mình tách 11 giờ tách ra là 10 giờ với 1 giờ. À, như vậy là 1 giờ đổi qua phút luôn là thành 60 phút. 60 cộng 30 là 90. Như vậy 11 giờ 30 phút này mình đổi thành 10 giờ 90 phút. Giờ lấy 10 giờ 90 phút trừ cho 5 giờ 45 phút luôn nha. Cái này mình tính nhẩm được mình tính luôn nha. 10 giờ trừ 5 giờ bằng 5 giờ. À, 90 phút trừ 45 phút cộng 45 phút. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 5 giờ 45 phút nha. Giờ cuối cùng mình sẽ tính thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai nha. Giờ thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai thì mình thấy là giờ khởi hành là 22 giờ và giờ tới là 6 giờ nha. Rồi như vậy là mình thấy là 22 giờ tối tới 24 giờ nha. Rồi sau đó bắt đầu là 24 giờ tính là hành số 0 trở lại và 0 tới 6 giờ đúng không? Như vậy trước hết mình phải lấy là 24 giờ trừ cho 22 giờ. Sau đó mình cộng thêm 6 giờ nữa nha. Giờ 24 trừ 22 là 2 giờ. 2 giờ cộng với 6 giờ là thành 8 giờ. Như vậy kết quả ở đây thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai là 8 giờ nha. Giờ mình xong bài 4 nha. Có em nào giống kết quả của thầy thì để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Video clip đến đây là kết thúc. Các em nhớ đăng ký kênh thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.